Anh ơi, người yêu cũ chia tay rồi, cũng quay lại với người yêu cũ của người ta rồi mà vẫn gọi và nhắn tin là sao vậy? Là bình thường em, và không có sự khác biệt. Không có sự khác biệt so với cái phần sau cùng mà em ghi. Tức là sao, là cái tình cảm của người ta dành cho mình nó không có còn, nó không có xây ra được cái cảm giác yêu và đủ tôn trọng á. Và ở đây em đã nói là chia tay rồi, thì như anh đã vẫn trả lời cho các bạn, một khi nó chia tay rồi tại sao em lại phải quan tâm chứ? Chuyện đó chuyện của người ta rồi mà. Còn cái chuyện người ta gọi, người ta nhắn tin cho mình, nó đâu có nghĩa là nó mâu thuẫn với cái hành động đó đâu. Tức là bây giờ em đã chia tay người ta rồi và người ta nhắn tin cho em, có cái gì đâu lạ. Có những người em chia tay rồi vẫn nhắn tin cho em, có những người chia tay rồi không nhắn tin cho em, có những người quen em, thân em nhắn tin cho em, có những người không thân em cũng nhắn tin cho em, có những người yêu thương em nhắn tin cho em, có những người không yêu thương em cũng nhắn tin cho em, cũng vẫn comment trên Facebook, vẫn tương tác. Nó không nói lên là nó mâu thuẫn với cái hành động trước đó là chia tay rồi. Thế bây giờ anh đặt câu hỏi cho em tương tự nè. Em ơi, tại sao em đã chia tay rồi mà người ta nhắn tin em vẫn lăn tăn? Đúng không? Tức là người ta làm cái động tác đó, nó không có gì để mà đặt cái câu hỏi ở đây cả. Nó là bình thường. Giống như em ra đường em thấy bà mua cá, em hỏi anh Tuấn ơi, tại sao bà lại mua cá ta? Tại bà mua cá là lý do nhà bà muốn ăn cá loại vậy đó. Hay là em đi em thấy người nào đó mua chai coca, ủa anh Tuấn ơi, tại sao người này mua chai coca? Ủa, anh ta muốn mua chai coca, tại anh ta muốn mua chai coca. Còn nếu mà giải thích nữa thì tại anh ta khác nữa. Còn nếu mà em nói anh Tuấn ơi, tại sao anh lại nhắn tin cho, ủa tại anh thích nhắn tin cho em. Đôi khi là anh cảm giác là lâu quá không nhắn, nhắn cái coi nhỏ này làm ăn sao, vậy thôi. Hiểu không? Do đó là cái thắc mắc của em đó, nó đến là vì em vẫn gắn những cái động tác đó vào cái tình cảm, trong khi chưa chắc nó liên quan gì tới tình cảm cả. Nếu nó là tình cảm thì em sẽ biết ngay, hiểu không? Nếu mà là tình cảm anh ta sẽ nói ồ anh nhớ em quá, anh muốn gặp em quá, đại loại vậy. Còn có thôi, biết rồi. Do đó là nếu mà mỗi cái động tác của cái người cũ, người yêu cũ em chia tay em mà em đi hỏi thì đời này thời gian đâu em dành cho mình chứ, hiểu không? Giờ nó tôi gạt nó qua một bên đi em, cho nó lên đường luôn đi em, hết rồi. Đã nói là bây giờ là đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ luôn đi. Giống như cái bài hát đó, anh mượn bài hát đó trả lời luôn. Em hiện tại đang quen một người từng có vợ, có một bé trai 5 tuổi, em thì chưa lập gia đình, cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Anh ta cũng tích cực để xây mối quan hệ hiện tại, tuy nhiên em cũng rất lo lắng, cảm giác không chắc chắn trong mối quan hệ này lắm, không biết có nên tiếp tục không. Và em nói em có cái cảm giác đó mà anh không biết cái cảm giác nó đến từ đâu. Bà mẹ tự nhiên hỏi anh câu đó sao biết đường được. Mà cái chỗ này nó lạ nè, em nói là anh ta tích cực xây dựng mối quan hệ hiện tại, còn em thì cảm giác lo lắng. Trước đó em chỉ đưa có một cái thôi, là anh ta từng có gia đình và có một bé trai 5 tuổi, và em cảm giác không chắc chắn. Anh buộc phải dùng những cái em đưa để đoán, tại vì không có nhiều á. Ở đây thứ nhất là em đưa cái việc là anh ta từng có gia đình, ok, nó có thể là cái mà nó ảnh hưởng, nó làm em lo lắng. Anh không biết, anh không hiểu rõ được tại sao cái đó nó lại là cái để lo lắng. Ok, thật ra cái đó nó không nên là cái để lo lắng. Nhưng mà cái thứ hai em thấy nữa là em ghi là anh ta cũng tích cực xây dựng mối quan hệ. Cái mà anh thấy quan trọng hơn trong hai cái ý em đưa là anh ta cũng tích cực xây dựng mối quan hệ, chứ không phải là anh ta theo đuổi em. Mà em dùng cái kiểu tả giống như là, thứ nhất là có cái tính cưỡng cầu á, tại vì anh ta cũng anh ta cũng nghe cái chữ đó nó có vẻ giống như là không phải nó tự phát mà nó mạnh mẽ. Anh ta cũng tích cực mà tích cực xây dựng mối quan hệ, trong khi hiện tại cái đúng ra là anh ta phải tích cực theo đuổi em, anh ta phải tích cực thể hiện tình cảm với em, anh ta tích cực phải đầu tư vào mối quan hệ, thì mình nghe nó có vẻ như là nó đúng cái chiều hơn á. Ở đây là anh ta cũng tích cực xây dựng mối quan hệ, anh nghe có vẻ như là một cái gì đó nó có cái sự sắp đặt ở trong đó, nó có một cái gì đó nó không có nồng nhiệt á, nó một cái gì đó nó giống như là thủ tục, một cái gì đó giống như là làm để cho nó đủ đủ nó đủ cái tù á, giống như là bốn thằng đánh tiếng lên thiếu một thằng, thôi tao 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 ta cố gắng tao làm cho nó đủ tù, hiểu không? Tức là nó một cái gì đó nó làm có tính thủ tục á, để cho nó đủ, chứ nó không có thực sự là nó nồng nhiệt muốn làm, hiểu không? À, anh không biết, nhưng mà anh thấy đọc nhiều đó, anh thấy nhiều đó thôi. Vậy em nói em không có an tâm, nhưng mà em hỏi anh là có nên tiếp tục hay không. Thực ra cái câu trả lời là rất là đơn giản,
Mình không phải là tiếp tục hay không tiếp tục, mình để cho cái người đó tiếp tục theo đuổi và chứng minh. Nếu người đó không theo đuổi coi như chuyện không có gì. Nếu người đó theo đuổi thì coi như người đó chứng minh dần được cái tình cảm đó. Còn qua đó mà em xác nhận. Chứ mình không có chạy theo cái hướng là để tôi xác nhận là tôi có theo đuổi, tôi có đồng ý hay không. Mình không cần đồng ý, mình cũng không cần từ chối. Mình cứ để đứng yên chỗ đó. Mình coi coi, tức là lấy tĩnh chế động. Lấy tĩnh chế động. Em tưởng tượng như là em ở trong bóng tối, tại vì em không biết đúng không, anh ta cũng trong bóng tối vậy đó. Thì ở trong bóng tối mà mình giống như là mình đánh đánh võ hay là mình chiến đấu á, thì mình đứng yên nín thở luôn. Tại vì sao, thằng nào nhúc nhích thằng đó sẽ bị lộ đúng không. Do đó là mình phải lấy tĩnh chế động, mình đứng yên phăng phắc, mình coi có bên kia động tĩnh sao là mình biết. Cho em một cái kỹ thuật. Anh chưa bao giờ đánh nhau trong bóng tối cả, cho nên nhưng mà anh biết cái chiêu đó. Anh coi ba phim trưởng á. Giống như là người mù mù quáng đó không, giống như vô cái thằng mù quáng mà đánh với mình á là nó muốn dắt mình vô bóng tối đánh vậy đó. Tại thằng mù trong bóng tối sẽ có lợi thế. Có coi phim Game of Thrones không, mù quáng trong bóng tối nó sẽ có lợi thế. Còn cái thằng mà sáng mắt mà vào bóng tối sẽ bất lợi, cho nên mình dắt nó vô bóng tối xong mình im lặng. Mình nghe coi ở đâu. Ok, anh ấy nói nhiều và dễ khóc, vậy tính cách và tình cảm của anh ấy như thế nào vậy anh Tuấn? Anh ta là một người có nhiều cảm xúc, khi anh ta nói nhiều nó không nói lên gì cả. Nó một cái người, có những người hoạt ngôn, có những người không hoạt ngôn, có những người hoạt ngôn trong một số môi trường và lại không hoạt ngôn ở trong những môi trường khác, cái đó tùy. Còn phần dễ khóc là vì anh ta có nhiều cái nỗi đau trong người ấy. Nó đơn giản vậy thôi, tức là anh ta là một cái người rất là dễ dễ bị emotional. Trong người người này bị thương tích nhiều á, giống như là em bị nhiều thương tích, nó đụng vô cái á đau quá, đụng á cái đau á vậy thôi. Và cái chuyện đó nó xảy ra với nhiều người lắm, và những cái người này họ không tự làm lành được á, cho nên là họ luôn có một cái vết thương trong người nhiều lắm. Cho nên là khi đụng tới một cái gì đó là nó lại kích cái vết thương ra, và họ cảm giác buồn tủi. Và cái cảm giác buồn tủi nó bị kích bởi một cái động tác gì đó rất là đơn giản mà nhiều khi em không nhận ra, và người ta khóc. Nó chỉ là vậy, nó không thuộc về tính cách, nó thuộc về những cái quá khứ, những cái tổn thương trong con người chứ không phải về cái tính cách. Ok, tiếp tục nè. Em và chồng lấy nhau theo quán tính, để mình copy cái để hồi nó nhảy đi mất nữa. Trước khi quen em, ảnh có fall in love năm 18 tuổi với một người bạn thân và quan hệ với nhau vài lần. Rồi nó nhấc mắt nó nhảy qua đây à. Dán qua đây cái đi. Sau đó do ở xa nhau nên họ chia tay. Bây giờ thi thoảng gặp trong đám bạn thân. Hai người làm bạn và cũng có gia đình riêng. Như vậy có ảnh hưởng gì không anh? Còn em và chồng bây giờ có hai con, tình cảm cũng bình thường. Anh do mâu thuẫn với anh trai nên giờ đi làm xa cách em 100 cây. Một tháng về 1 lần, em ít gọi điện. Anh thì 1-2 lần, anh thì 1-2 ngày gọi 1 lần. Em không kiểm soát anh. Như vậy có đúng không anh? Em ơi, cái điểm mà nó cần quan tâm ở đây không phải là anh ta có một cái người bạn thân ngày xưa và fall in love với người đó, không phải. Thứ hai cũng không phải là hai người đó bây giờ là bạn có gia đình riêng và bạn nhau, nó cũng không có liên quan gì, nó không có gì đáng phải bận tâm. Cái bận tâm đây á là em và chồng nhau lấy theo qua quán tính, đó là cái rất đáng bận tâm. Cái thứ hai là tình cảm bây giờ bình thường, bình thường có nghĩa là kém á. Ok, rồi cái thứ ba là anh ta đi làm cách xa em 100 cây số, tức là anh ta là chồng em nhưng anh ta không có ở gần em, đó là cái rất đáng lo. Một tháng về có 1 lần thôi, đó là những cái đáng lo. Tức là cái chuyện của em á, còn cái chuyện anh ta là bạn bạn thân ngày xưa, girlfriend gì đó, nó chẳng có gì đáng lo cả. Tại vì cái chuyện đó nó là quá khứ mà nó không thay đổi được, và nó không ảnh hưởng tới cái hiện tại của em. Cái hiện tại của em nó là cái quyết định cái chuyện đó. Giả sử giờ vậy, giả sử giờ bà xã nói anh, nói anh chứ anh ngày xưa anh cũng có bạn thân, rồi anh cũng yêu đơn phương cô nào đó, rồi anh có người yêu cũ hay là anh có vợ cũ rồi, em bận tâm đâu bà, đâu bận tâm chuyện đó đâu. Tại sao ông bận tâm mà hai vợ chồng ta yêu nhau, lấy gì bận tâm ba chuyện đó. Hai chồng ta yêu nhau tự nhiên khơi khơi bận tâm chuyện quá khứ. Vậy đó là cái em kể về những cái dữ kiện bạn thân fall in love 18 tuổi rồi quan hệ tình dục với nhau vài lần, nó không có liên quan gì đây chứ. Tại vì nó không ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của em, mà chính cái mối quan hệ hiện tại của em mà kém á, thì lúc đó anh ta có thể là à cô em gái mưa, em gái nắng, em gái bão giông, em gái gì đó, bạn cái người yêu cũ, người yêu mới,
À, em đồng nghiệp, cô láng giềng, đủ thứ gì, cô giáo trường làng, à, sơn nữ, cô thôn nữ, rồi nàng châu pha, rồi đủ thứ hết trơn á. Mà cái quan trọng ở đây em thấy là tại vì cái tình cảm của em và chồng con nó mới đẻ ra chuyện đó, chứ không phải là ổn tưởng rồi bây giờ có người bạn thân hồi xưa fall in love với nhau, bây giờ gặp nhau em có nên lo không? Nếu tình cảm của em và chồng em tốt đẹp chẳng có gì đáng để lo đây cả. Do đó là cái đáng lo của em là cái hôn nhân của em mà em nói lấy nhau về quán tính. Bây giờ chồng em biết như anh đã nói rất là nhiều lần là cho dù là hôn nhân hay cho dù là người yêu, mà nếu người đàn ông á, đặc biệt là nếu người đàn ông chủ động tách ra ở xa, là nó là cái dấu hiệu rất xấu cho cái mối quan hệ đó, rất xấu. Tại vì nó ngược lại với bản năng của người đàn ông khi có tình cảm là người ta rút ngắn cái khoảng cách lại. Bởi vì cái người đàn ông nào mà yêu một cái cô gái nào á, cho dù ở nước ngoài nha, anh ta tìm cách anh ta bắn về, anh ta gặp hoài à, và rồi anh ta bắn về xong anh ta tìm cách anh ta cưới để anh ta giết dứt luôn nhỏ đó, giữ luôn nhỏ đó, anh ta cưới đi. Đó đó là mình nói về cái tương quan về khoảng cách địa lý giữa một người đàn ông có tình cảm một cô gái, anh ta sẽ tìm cách anh ta rút cái khoảng cách đó lại về mặt địa lý để chi, để có gần cái cô này hoài, làm gì làm phải bưng nhỏ này theo với mình hả. Do đó là nó là cái điều xác nhận về mặt bản năng. Còn bây giờ nè, anh ta đang hôn nhân với em thì anh ta tách ra đi làm 100 km, anh ta nói tại vì anh quê cái thằng anh trai của anh trai, anh quê độ anh đi làm xa tào lao, tự nhiên quê độ anh trai, tự nhiên ở đây do anh mâu thuẫn với anh trai nên giờ đi làm cách em 100 km, tự nhiên quê độ anh trai cái bỏ vợ đi làm xa, tào lao lý do. Em nghe làm sao mà em chịu được. Em coi mấy cái phim chưởng không, em thấy có những cái đoạn á mà lúc là bị truy đuổi á, mà vợ chồng con cái người đàn ông nói em chạy đi, em hãy ẵm con chạy đi để anh chặn tụi nó lại, thấy không? Người vợ sao biết không, không chịu, chết chết chung đó. Rồi mới hai hai người mới nắm tay con ẵm con chạy lại, chạy 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 chạy, rồi bị truy đuổi, rồi bắt đầu bị ninja hay là bị mấy cái thằng ma đầu lại chạy hồi thế nào không tới vực à, kỳ vậy đó. Ở trong phim mà chạy chạy hồi là không tới cái vực thẳm, ok, tới cái vực thẳm thì làm sao không có nhảy được nữa, quay đầu lại đánh đó, mà quay đầu đánh hoặc đánh bị giăng xuống núi, mà giăng xuống núi là chắc chắn không chết, giăng xuống núi là thế nào cũng luyện được thần công kỳ vậy hồi xưa. Nhưng mà em thấy là họ bỏ nhau, họ tìm mọi cách để bảo vệ và giữ nhau cho dù cái giây phút đó luôn. Đương nhiên người đàn ông người ta yêu vợ yêu con, người ta muốn họ được sống, họ luôn tìm cách họ giấu để bảo tồn cái những cái người yêu thương của họ. Nhưng mà em thấy trong cái phim đó, ở những cái hoàn cảnh mà siêu kịch tính đó, là sắp sửa mất mạng á, mà người ta nhiều khi người ta còn không bỏ nhau được. Cái đằng này đây tự nhiên anh gây lộn với anh của anh, thôi em bỏ em, gì kỳ vậy, gì kỳ vậy, đã đâu ra cái lý luận quá đáng vậy. Do đó là bởi em tin vào cái điều đó và em coi cái điều đó là một cái lý do, đó là ảnh vì gây gổ với anh trai mà đi làm cách xa em 100 km, không có, nó không có phải là cái lý do. Do đó giờ quay lại nè, chuyện của em nó có tốt không? No, it's not good. Chuyện của em á hả, như vậy có đúng không? Nó không có đúng, nó không có tốt. Em hỏi đúng thì em hỏi câu là có đúng không, chẳng có gì gọi là đúng hay không đúng ở đây cả. Ở đây là chuyện hôn nhân của em không có tốt và em phải nhìn vào đó và tìm cách chỉnh sửa. Ok, còn chỉnh sửa như thế nào là cái chủ đề khác, em không hỏi thì không trả lời. Em có thể bắt đầu đi tìm đi, thì em sẽ tìm ra được cái cách chỉnh sửa cái hôn nhân của em. Trời ơi em ơi, đi tới đây rồi mà còn hỏi cái câu đó, như vậy có đúng không? Trời, đúng cái gì nữa? Sao có cái chuyện chồng đi xa, bỏ mình đi vì ông anh? Trời ơi trời ơi trời. Em theo đạo chồng. Trước đây vợ chồng em đã ly dị nhưng hiện giờ vợ chồng em đang trong giai đoạn hàn gắn vì còn thương và vì con cái, vì con gái. Anh cho em hỏi, sống với nhau không có đăng ký kết hôn như vậy có gọi là tạm bợ không? Em cảm ơn anh, em chúc anh nhiều sức khỏe. Nếu theo cái định nghĩa của xã hội mình thì yes, tạm bợ. Nếu theo định nghĩa của xã hội mình nha, thì đó là sự tạm bợ. Còn nếu như chỉ trong cái phần tình cảm giữa hai người thì em sống với một người đàn ông nó không là tạm bợ. Tức là nếu mà hai người yêu nhau và sống với nhau, nó là một cái cam kết của hai con chim. Em tưởng tượng hai con chim lấy nhau đâu có ra phượng công chứng, đâu có phượng chứng nhận đăng ký kết hôn đâu. Thì đối với loài sinh vật đó, nó chỉ sống với nhau nó là vậy rồi, biết không? À, mình ở cái góc độ nhìn mà không không nhìn vào loài người như một cái xã hội loài người, mà chỉ là tình cảm giữa hai người hai sinh vật á, thì nếu như hai người sống với nhau, yêu nhau sống với nhau, nó không phải là tạm bợ, nó là cam kết đó. Ở một số quốc gia hay là ở nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, hai người mà sống với nhau cùng một gia đình, mà sống với nhau như một cặp nam nữ yêu nhau á, tức là sống với nhau ngủ nhau quan hệ tình dục là lại vậy đó, hình như là 18 tháng, có tùy tiểu bang, hình như là 18 tháng, ở một số tiểu bang 18 tháng là coi như là đã có hôn nhân mặc dù không có đăng ký kết hôn, và xử y như luật hôn nhân gia đình. Do đó là nếu em hỏi anh á, là
sống như vậy có tạm bợ hay không? Nếu đối với một số quốc gia ở Việt Nam chẳng hạn, chúng ta không có cái công nhận là đây là hôn nhân, thì đối với xã hội đây là cái sự tạm bợ, đây là sống chung, sống thử trước hôn nhân và sống thử sau ly dị tức là sống thử với nhau sau ly dị mình trước hôn nhân mới. Nhưng mà em là nằm trong một số nhỏ khoảng 6% của những cái cặp mà ly hôn sau đó quay lại. Anh khuyến khích em làm như này nè, xây lại, xây dựng lại cái hôn nhân đó. Hai người đã đồng ý xây rồi, đã về lại với nhau, nhưng mà nếu không xây em sẽ thấy là nó cũng mãi 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 nó quay lại như cũ. Và ở cái lần thứ hai này cái khả năng hai người sẽ chịu đựng á, chịu đựng á nó cao, nhưng mà khả năng mà hạnh phúc lại nó thấp hơn lần đầu. Tức là khả năng hạnh phúc đó, nó thấp hơn lần đầu nhưng mà khả năng chịu đựng nó cao hơn. Tức là hai người sẽ kéo được cái đó nó dài lắm. Lý do tại sao biết không? Tại vì không có cái hôn nhân. Cho nên là họ cứ bà mẹ nó sao mà nó nhột quá ta. Ba cái dị ứng này bực mình chứ sao. Ok, tiếp tục nè. Tức là cái khả năng á là mình vì mình không có hôn nhân á cho nên hai người nghĩ chẳng có gì để mà chia tay. Tôi cứ lần lần ở vậy. Nhưng mà nó không hạnh phúc. Do đó là nó không hạnh phúc nhưng mà nó không có dứt ra lâu lắm. Nó thường là vậy. Cái dạng đó là hay bị vậy. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa.